Oh, chào các bạn nha. Đằng sau em ấy là một cái cây. Cây mùa xuân ấy, nó đã nở hoa rực rỡ rồi. Và ở đây ấy, thì chúng ta thấy ấy, là mùa xuân. Hôm nay mùa xuân mặc dù trời u ám ấy, nhưng mà cây ấy nở rất là đẹp. Cây hoa này. Đó, các bạn thấy không? Đó, hoa này. Đó, những cánh hoa này. Đó, thấy không? Hoa này hoa thật đó. Đó, hoa của Mỹ nha. Rồi, cái hoa này nó nở rất là đẹp. Mặc dù là mùa xuân ấy. Đó, nhưng mà cái thời tiết nó hơi u ám chút. Đó, các bạn thấy không? Đây, vào gần một chút để cho chúng ta thấy là hoa nó rất là đẹp. Và ở đây ấy thì đây đó. Chúng ta thấy không, hoa trắng này đó, hoa trắng này, hoa trắng, những cái hoa đỏ ấy, nó sẽ nở ra những cái quả nhỏ nhỏ đỏ đỏ ấy. Còn thành hoa này ấy, nó sẽ nở ra những cái quả ấy. Nở ra những cái quả rất là đẹp, nó cũng như mấy cái quả khô khô ở bên trên kia kìa, không biết là hoa gì luôn, nhưng mà hoa thì rất là đẹp. Đó, thì mùa hè ấy, thì cái quả đỏ đỏ ấy, nó sẽ nở ra cái quả đỏ đỏ này. Đó. Rồi thì ở đây ấy thì em đang đi và cảm nhận một mùa xuân ấy, rất là tuyệt vời. Mùa xuân này nó rất là tuyệt vời, thời tiết ấy, nó rất là tốt, mát mẻ và rất là sảng khoái. Đó, bỏ luôn cái khẩu trang ra để thấy cái khuôn mặt mình. Dạo này mặt hơi tròn chút các bạn ạ, đeo mặt nạ vào ấy, không thấy cái mặt mình tròn, chắc là phải đi lại tập thể thao nhiều hơn để đeo khẩu trang vào ấy, trông đẹp trai lắm. Bỏ ra thấy mặt tròn, rất là tròn, tròn vành vạnh luôn. Đó, mập mập chút, đeo khẩu trang ấy, lộ một cái mắt lại trông rất là đẹp trai. Đeo vào bỏ ra ấy là trông cái mặt rất là tròn, bỏ ra mới thấy cái mùi bánh này, mùi bánh rán này, mùi gà này, mùi các loại mùi ấy. Tự nhiên là bắt đầu mới ngửi thấy cái mùi này. Đó. Đây này, đằng sau này là hoa này. Đó. Cây này, cây lá kiểu lá gai ấy. Lá gai đúng không? Đó, còn trên kia là chim. Đó, các bạn thấy hai chim không? Đó. Mấy hay rất là nhiều chim hót. Nhiều chim hót. Kiểu gai ấy. Đó. Gai nó... lá gai hoa, mấy cái này rất là nhiều chim trong này, rất là nhiều chim chim hót trong này. Rồi tiếp đến là hoa lá cành, hoa lá cành. Thì mùa xuân được mấy ngày rồi, chúng ta không còn cảm thấy là rét mướt gì nữa. Từ nay trở đi là còn 2 tuần nữa thôi để cảm nhận cái mát mẻ của mùa xuân. Đây là ngoài đường đó. Rồi em sẽ đi một vòng ngoài đường cho các bạn xem nha. Mình đi là đi từ góc này đi thôi. Bên kia là các nhà hàng, đúng không? Các nhà hàng rồi em sẽ đi một vòng. Đây là cái chỗ đường đi đồng hoàng nha, mình phải đứng xa xa chút nữa.
rồi nó lật tay lái ấy, rồi nó đâm mình luôn. Mình đi được, đi ngoài đường mình cảm nhận cái không khí mùa xuân nữa, mình cũng phải đề phòng, lỡ có người nào ấy mà họ lạc tay lái ấy, là còn xa xa nữa, còn mà gần quá ấy thì rất là nguy hiểm. Trời hôm nay gió mát, trời hôm nay gió mát, sắp mưa rồi, thời tiết sắp mưa rồi nhưng mà cảm giác là nó cũng mưa ấy. Trời mưa ấy, nhưng mà chưa mưa, sáng mưa rồi, sáng mưa rồi, giờ chưa mưa đâu. Sắp bắt trường học rồi. Trường học một cái xe nữa rồi đi vòng vòng lên đây, vòng vòng lên đây là một cái bảng điện. Vòng đi tắt qua đường này, đấy các bạn thấy không, một khu đường rất là đẹp, một khu chúng ta thấy nước Mỹ, nước Mỹ rất là đẹp, rất là khác người đúng không? Và ở Mỹ ấy thì chuyện bây giờ đang hot đấy là chuyện bà Nguyễn Phương Hằng ấy và ông Dũng, ông Võ Hoàng Yên đó. Bà Hằng ấy thì bà đang vì cộng đồng, đang vì cộng đồng ấy, bà đang đang làm ấy, vì cộng đồng ấy. Như vậy ấy là đó, các bạn thấy không, còn ông Võ Hoàng Yên ấy đang cũng chuẩn bị phải đưa ra pháp luật này. Đẹp quá, trời đẹp quá, đi vòng vòng chơi vậy đó. Bây giờ lúc nãy đi ở dưới, bây giờ đi ở trên, giờ đi vòng vòng lên trên. Giờ đi vòng vòng lên trên ở đây, các bạn xem ấy. Cho em một like nhỉ, một đăng ký kênh và ủng hộ nhiều người xem. Đó, cho em một đăng ký kênh và một cái like, chia sẻ nhiều người cũng biết. Đó, trời đây mùi đồ ăn thơm ngon quá. Ôi trời mưa rồi, trời mưa. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tiếp theo nhé. Trời mưa rồi quá. Trời mưa quá, chuẩn bị đi về, mưa quá, mưa. Mưa quá trời mưa luôn. Đây ấy chỉ là một phần thôi, một phần Atlanta thôi, Atlanta nó rộng lớn lắm. Tạm biệt các bạn và cảm ơn các bạn đã xem kênh của em nha. Trân trọng cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ấy là một ngày mùa xuân thật là vui vẻ, thật là sảng khoái tinh thần nữa. Và chúc các bạn ấy luôn luôn thành công và đạt được cái ước mơ của mình. Ai ấy cũng phải có ước mơ đúng không? Ước mơ ấy là phải thành công. Chim. Ở đây có con chim. Bắt con chim, biết là bay đâu rồi, đó 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 đó, chim. Rồi đó, đi đến đâu ấy là về chỗ đó, đi 5 phút là về
ngồi ở chỗ đó đó, xong rồi đi vòng vòng qua đây đó. Xuân ở Mỹ các bạn.